Ây vô. Rồi, mà Vân Châu làm được con gì rồi? Hả? Con đó con gì vậy? Thì một con khủng long chọn cái cổ dài dữ à. Đẹp quá các bạn ơi, đây nè, bạn Vân Châu làm được cái gì đấy ta? Một con khủng long, cái cổ siêu dài như trái bí luôn. Ủa, con này là con gì? À, này con sâu nghe, con sâu nằm trên cái trứng nè, không có con gì luôn đó. Giống cái vỏ sách không? Làm cái vỏ sách sách lên luôn nè. Rồi, đây một con rắn này nha. Ui ui, con này con gì? Con rùa? Phải rùa không? Không phải rùa đâu. Đây con khủng long này đẹp nhất nè các bạn ơi, con khủng long voi cái mặt nó ngầu ghê chưa, con mắt lớn mắt nhỏ luôn. Mắc cười quá. Quá, bà Vân Châu ơi, trời ơi, chạy đây xem chiếc xe nó thấy gì rồi nè. Quá, cái xe nó thấy gì vậy? Đâu, một quả trứng hả? Wow, một quả trứng màu đỏ đẹp dữ vậy. Rồi lượm lên xe đi. Quá, còn nãy chiếc xe nó đụng lăn cái gì ra kìa đó. Wow, nó chạy ghê quá à. Quá, còn cái trứng gì kìa, cái trứng gì lăn kìa, lượm vô luôn, lượm vô luôn. Đấy các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng qua trứng gì vậy? Một cái trứng hình vẽ khủng long nha. Mình sẽ cùng bạn Mân Châu đi săn trứng nè. Rồi đi, rồi đẩy xe đi săn trứng đi. Rồi bây giờ bạn Mân Châu sẽ đẩy xe đi săn trứng nha các bạn. Quá, đây các bạn, hôm nay bạn Mân Châu sẽ có một cái xe điện nha, mình đi săn trứng nha. Có trứng chưa? Quá, bạn Châu thấy chưa nè? Đâu 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 đâu. Rồi đẩy xe vô, đẩy xe vô, thấy chưa thấy chưa? Wow, một cái trứng màu gì đây? Đâu đâu cho các bạn xem chứ. Wow, các bạn ơi, một cái trứng màu cam với màu nâu nè. Wow, hình con khủng long luôn hả? Rồi, bỏ vô xe nha. À, lượm cái chén vô chứ, cái chén là đựng trứng nữa kìa. Wow, rồi đi theo bạn Minh Châu lượm trứng thôi các bạn ơi. Rồi, bạn Minh Châu thấy đâu nữa không? Thấy chưa, thấy chưa? Wow, thấy rồi các bạn ơi. À, quả trứng màu gì vậy? Quả các bạn ơi, một cái màu xanh ngọc nha. Màu xanh ngọc có hình con gì? Wow, khủng long luôn hả? Rồi bỏ lên xe đi. À, còn quên cái chén trứng kìa. Rồi lượm chén trứng bỏ vô luôn nha. Rồi xe chạy đi. À, dưới cái bánh rồi, dưới cái bánh rồi. Nhắc xe qua một xíu. À, wow, màu gì đây? Thêm trứng nữa nè các bạn ơi. Trứng màu gì vậy? Đây các bạn, một trứng màu hồng nè với một cái trứng màu xanh nha. Rồi bỏ lên xe đi, bỏ lên xe đi, làm cái chén luôn. Rồi mình đi tiếp nha. Còn đâu nữa không ta? Đâu 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 đâu, rồi chạy vô, chạy vô. À, trứng màu gì nữa hả? Đâu có trứng gì mà màu đen lạ chứ hả? Đâu đâu đâu. Qua các bạn ơi, trứng màu đen nè nha. Qua một cái trứng màu cam nữa hả? Trứng màu cam này hình con khủng long cổ dài nè. Wow. Rồi mình đi săn tiếp nha, để coi còn đâu nữa không ta. Rồi còn đâu nữa không bạn Châu? Còn hả? Rồi chạy đi nha, chạy đi tìm trứng nha các bạn. Đâu? Wow, bạn Châu thấy rồi các bạn ơi. Wow, một cái gì đây? À, một trứng khủng long con nữa nè, đẹp quá. Ui, bên trong là cái trứng gì mà bảy màu đẹp dữ vậy? Wow, cái trứng này rất là đặc biệt các bạn ơi, cái trứng này quá trời màu luôn nè. Ui, bỏ lên xe đi, bỏ lên xe đi. Wow, đẹp quá ta ơi. Trời ơi, rồi đi tìm nó coi còn không nha. Rồi đẩy xe đi thôi. Wow, cái xe này bự quá. Xe này là xe leo núi nha các bạn, đẹp lắm á. Rồi, rồi vượt địa hình luôn. Wow, mạnh quá. Wow, hay dữ vậy. Rồi bây giờ bà Mai Châu sẽ lái xe đi tìm tiếp nha. Đâu ta? Đâu, bà Mai Châu thấy chưa? Cái xe thấy chưa? Chưa hả? Wow, chưa tới các bạn ơi. Rồi cho xe chạy xíu nữa đi. Rồi xe bắt đầu luôn. Wow. Đây. Đâu 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 đâu. Rồi rồi. Wow, trứng màu gì vậy? Wow, các bạn ơi, một cái trứng màu cam nha. Rồi bỏ trứng lên thôi. Rồi còn nữa không? Còn nữa không? Quá, wow, nhiều trứng lắm hả? Rồi bây giờ Văn Châu sẽ đi tìm thêm nha.
Wow, một trứng màu gì vậy? Đây các bạn ơi, một trứng màu tím nha, đẹp quá à. Rồi bỏ vô xe đi. Rồi còn không? Ồ cái xe này bự quá. Wow, một cái trứng màu vàng nè các bạn ơi. À, màu vàng siêu đẹp luôn nha. Màu vàng là trứng đẹp nhất á, mình thích nhất là màu vàng. Bạn Bán Châu thích màu gì? À, màu đỏ hả? Rồi mình đi tìm thứ hơi còn nữa không nghe. Wow, mình có trứng màu đỏ luôn rồi đó nha. Wow, rồi đây nè các bạn ơi, còn một cái trứng màu xanh nè. Rồi bỏ xe chạy về luôn. Rồi xe đầy rồi các bạn ơi, mình đi về mình đếm trứng nha, đếm được có bao nhiêu trứng nha. Rồi chạy xe về thôi. Wow, xe chở trứng tới rồi đây bạn Văn Châu ơi. Rồi lụm trứng vô. Đây các bạn ơi, bạn Văn Châu đi săn trứng với cái xe leo núi điều khiển nha, quả trời trứng luôn nè. Rồi bây giờ mình sẽ lụm trứng vô nha. Wow, quá trời trứng đẹp luôn các bạn ơi. Nhiều trứng quá các bạn ơi. Ồ, nhiều trứng quá hả? Đây một cái trứng màu xanh lá cây nè. Rồi bỏ vô dĩa đi. Wow, nó chảy nước ra luôn rồi nè các bạn ơi. Rồi lụm trứng bỏ vô dĩa nghe, rồi mình lấy cái khăn mình chùi nha. Wow, nhiều quá. Đây còn mấy trứng ta? Đây còn 6 trứng nữa nè. Rồi lụm vô hết luôn đi bạn Văn Châu ơi. Rồi còn 2 trứng nữa các bạn ơi. Xong rồi, rồi dẹp chiếc xe qua một bên nha. Wow, các bạn ơi, bạn Văn Châu đây. Mình xếp trứng rồi nghe. Đây, mình học màu đi. Mình có mấy trứng đây, đếm thử coi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wow, 10 trứng màu nghe. Còn bên đây trứng gì đây? Đây là trứng tô màu nè. Các bạn ơi, mình có mấy trứng đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wow, 6 trứng luôn các bạn ơi. Bây giờ bạn Văn Châu sẽ lấy màu nghe. Đây là màu đất sét nè. Mình sẽ làm gì đây? Mình sẽ nặng sừng với cánh cho mấy cái trứng này nha. Rồi bây giờ mình sẽ xếp màu ra đi. Mình lấy màu nào trước đây? Mình sẽ chọn cái trứng màu hồng nè các bạn. Trứng màu hồng này mình sẽ chọn màu xanh lá cây đi cho nó nổi lên nha. Rồi nè các bạn, mình làm thử một con gì đây bạn Văn Châu? Con khủng long. Wow, một con khủng long trên một cái quả trứng nha. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp mấy con này đây. Bây giờ mình làm con gì ta? Rồi bây giờ bạn Văn Châu làm thử đi. Con chim. Rồi làm con chim phải không? Rồi lấy màu đi, lấy trứng nào đây? Rồi trứng màu cam nha. Trứng màu cam mình sẽ nặng con gì ta? Rồi bây giờ mình sẽ gắn con mắt vô nha. Rồi bạn Văn Châu gắn con mắt màu gì đây? Con mắt màu đen nè. Rồi gắn mắt vô cái trứng đi. Sẽ gắn con mắt vô nha. Wow. Đây bạn Văn Châu gắn được một con mắt rồi nè các bạn ơi. Đè cứng vô nha, đè mạnh vô nó mới ra lửng. Rồi đè vô thêm một con nữa. Qua wow, hai con mắt xa dữ hả? Đây các bạn ơi, hai con mắt đã nghe. Rồi bây giờ bạn Châu làm cái cánh đi. Mình sẽ làm một cái cánh nha. Cái cánh cho con này con gì không biết con gì luôn. Rồi. Rồi gắn cái cánh vô thôi. Rồi giống con sâu quá các bạn ơi. Rồi đè vô nghe, đè mạnh vô. Rồi, tìm một cái cánh nữa đi. Đây nè các bạn ơi, đây có cái cánh này nè. Qua wow, con này con gì đây trời. Rồi gắn thêm một cái cánh nữa nha. Ngắn hơn hả? Wow, con này con gì mà lạ dữ vậy? Một cánh ngắn cánh dài các bạn ơi. Mình ngắt ra bớt đi, mình ngắt cái cánh này bên đây bớt. Đây nè các bạn ơi, bây giờ mình sẽ làm phụ bạn Văn Châu nha. Bạn Văn Châu chưa biết làm, mình sẽ chỉ bạn Văn Châu làm thôi. Đây, một cái sừng cho cái trứng nha. Sừng gì ta? Sừng con khủng long đi. Nguyên đám trứng này mình sẽ làm trứng khủng long hết nha. Khủng long này. Đâu? Wow, khủng long nhiều sừng á hả? Trời, khủng long nhiều sừng khó làm lắm nha. Đây, một cái trứng khủng long xong rồi. Bây giờ mình sẽ làm một cái đầu nha. Cái đầu con khủng long nè. Hay là làm khủng long cổ dài. À, mình làm đũa tay đi. Đây, một cái đũa tay con khủng long nè. Đó. Đó, đây khủng long. Wow. Rồi, xong rồi. Đây một cái đầu con khủng long nha. Đây con khủng long này các bạn ơi. Đây cái mỏ nó hiền nha. Đó đẹp chưa. Rồi cho bà Văn Châu gắn mắt đi. Nè bà Văn Châu gắn mắt đi nha. Gà. Gà ra con gà luôn rồi hả. Đây nè đây các bạn ơi.
Đó, đây giống con bướm chưa? Rồi, cho bướm thêm. Thì phải có râu chứ. À, vậy gắn thêm hai cái râu nữa hả? Trời ơi, cái râu con bướm lạ dữ vậy. Wow, con bướm này giống con mực chứ ta. Đây, con này con gì đây? Trời ơi, con gì này con gì rồi cho? Ốc sên. Ốc sên hả, con này lạ quá. Rồi, cho bạn Châu gắn con mắt vô đi. Gắn con mắt vô đi. Đây, một cái vây nè. Rồi, thêm một cái đầu nó đi. Ơ, cái đầu gì kỳ vậy? Đó, đây cái đầu con khủng long đây nè nghe. Cho cái mỏ nó dài dài giống con voi luôn. Rồi, rớt cái chân ra rồi. Đây là con gì đây? Đây, rớt cái chân ra rồi các bạn ơi. Đây, wow, một con khủng long giống con voi. Rồi, bà Băng Châu gắn con mắt vô đi. Ây vô, ây vô. Rồi, bà Băng Châu làm được con gì rồi? Hả? Con đó con gì vậy? Tìm một con khủng long chọn cái cổ dài dữ hả? Đẹp quá các bạn ơi, đây nè, bà Băng Châu làm được cái gì đấy ta? Một con khủng long, cái cổ siêu dài như trái bí luôn. Ủa, con này là con gì? À, này con sâu nghe, con sâu nằm trên cái trứng nè, không có con gì luôn đó. Giống cái vỏ sách không? Làm cái vỏ sách sách lên luôn nè. Rồi. Đây, một con rắn nè nha. Ui. Ui, con này con gì? Con rùa. Phải con rùa không? Không phải con rùa đâu. Đây, con khủng long này đẹp nhất nè các bạn ơi, con khủng long voi, cái mặt nó ngầu ghê chưa, con mắt lớn mắt nhỏ luôn. Mắc cự quá. Còn đây là con khủng long bơm bớm nha. Đây nè các bạn ơi, khủng long bơm bớm nè. Đẹp ghê không? Rồi thêm con này là con. Đây con là con khủng long con dễ thương lắm nè. Wow, giống con ốc vậy đó. Rồi các bạn ơi, như vậy là hôm nay bạn Mang Châu hả? Chơi trò chơi mình cái chạy xe mình đi săn trứng. Với làm hình khủng long bằng trứng đến đây là hết rồi nha. Hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye.